Sinh vật lạ xuất hiện, bước đi như người trên mặt nước, khiến nhóm thanh niên khiếp vía chạy trốn. Theo lời kể của chàng trai, chiều nay khi đang ngồi hóng gió bên bờ hồ cùng bạn mình, thì anh phát hiện một vật thể lạ đang di chuyển trên mặt nước. Cứ nghĩ là mình nhìn nhầm, nhưng khi hỏi lại thì tất cả bạn bè của anh cũng thấy cảnh tượng này. Thật sự quá khó để xác định được vật thể kỳ lạ kia. Với khoảng cách xa như vậy, nhóm thanh niên cho rằng đây là một mảnh vải. Nhưng nó không phải là mảnh vải bình thường. Nó không hề trôi nổi trên mặt nước mà như là một cơ thể sống, di chuyển từng bước, chân chạm vào mặt hồ để đi vào bờ. Xung quanh hồ nước này vốn có rất nhiều chùa chiền. Điều này khiến nhóm thanh niên tái mặt vì họ nghĩ đây là oan hồn vất vưởng. Tuy nhiên, phía dưới đoạn clip, nhiều người lại cho rằng đây là bùa lỗ ban thuật đi trên nước. Đồng thời, họ cũng để lại bình luận về những trải nghiệm tương tự như sau. Ông chú họ nhà tao năm nay 80 rồi, cả nhà là thầy hết. Bà nội tao kể nhà ông chú ấy nhiều ruộng nhất làng mà chả bao giờ thấy đi tát nước. Nhưng sau một đêm thì nhà ông nước đầy ruộng mà các nhà khác vẫn khô. Ngày xưa có thật, người ta sai âm đi tát nước. Chỗ tôi sáng quên không cho quân về, để người ta đi đọc sớm thấy. Ngày hôm sau, quân phản, ông thầy chết luôn. Chừng 26 năm trước thì có bùa lỗ ban thuật đi trên nước thật, nhưng mà chắc giờ không còn, cũng không nghe ai nhắc đến nữa. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đây chỉ là một con diều bị rớt xuống nước và bọn trẻ gần đó đang cố gắng kéo nó vào bờ mà thôi. Chưa thả diều, không hiểu sẽ có những lúc gió mạnh quá, diều bị mất cân bằng và lao xuống. Khi nó kéo dây sẽ bị bệt như trên video. Đa số là diều hình lưỡi liềm hoặc hai cánh nặng hơn sẽ kéo được kiểu như kia. Con diều rớt nước thôi, kéo vào nó ra hình vậy á. Hồi nhỏ đi thả diều và bị rớt xuống ao, đây là khi kéo nó vào bờ. Ai không biết thì do bọn họ không có tuổi thơ dữ dội. Còn bạn nghĩ sao về sinh vật kỳ lạ trong video? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới cho chúng mình biết với nha.